Em kính chào tất cả các bác ạ. Vâng, em có một hôm nay em có một số loại lan nguyên bản và hàng rời em xin tất cả các bác nhé. Vâng, mong các bác là sẽ ủng hộ và đăng ký kênh giúp em ạ. Vâng, trước tiên em là một khúc nguyên bản ạ, chồn nguyên bản các bác nhé. Một cây rất là to đây ạ, gồm có 5 cặp lá. Các bác xem nhé, gồm có 5 cặp lá. Vâng, đây bác ngắm đây, đây vòi hoa của hoa đằng trước các bác nhé, rất là dài đấy ạ. Mấy các bác xem, một cây rất là to này, gồm có 5 cặp lá các bác nhé. Mã số 12, 200.000 đồng ạ. Đấy, bác ngắm kỹ nha em nhé. Mã số 12, 200.000 đồng ạ. Em vẫn có một cái chồn bác này, cái chồn khủng này. Bác thấy chưa? Vẫn có 5 cặp lá các bác nhé. Đây, cái khúc gỗ mà nó bám ăn ấy, đã mục hết rồi các bác ạ. Vậy các bác về các bác cho thêm giá thể khác cho em nhé. Cây này cũng là có 5 cặp lá. Mã số 11 cũng là 200.000 đồng ạ. Mã số 11 200.000 đồng ạ. Một bác ạ, em có tiếp này. Vẫn là một cây chồn khủng luôn ạ. Vẫn là hàng nguyên bản các bác nhé. Và khúc này rất là to này. Bác nào lấy thì em có thể cắt bớt khúc gỗ để ra các bác nhé, để các bác đỡ tiền ship nhé. Này có 1, 2, 3, 4, 5, vẫn là 5 cặp lá các bác ạ. Nhưng cây nó to hơn các bác nhé. Cây này to hơn, bác ngắm xem này, cây này to hơn này. Mã số 5 230.000 ạ. Mã số 5 230.000 ạ. Em thuộc các bác này, vẫn là hàng nguyên bản các bác nhá. Vâng, hôm nay em đa số là hàng nguyên bản và hàng rời ạ. Giá cả lại rất là bình dân các bác nhá. Vâng, bác ủng hộ em ạ. Em có gồm có một cây vanda này, một cây chồn này và hai cây chồn. Khúc này là có một cây các bác nhá, khúc này một cây này và dưới khúc này có một cây chồn, một cây vanda nhá các bác nhá. Combo cả hai khúc này của em, dạ, cả hai khúc này của em có giá là 100.000 đồng các bác nhá. Hai khúc này của em có giá là 100.000 đồng ạ. À, mã số 6 ạ. Mã số 6 100.000 đồng các bác nhá. Mã số 6 100.000 đồng ạ. Vâng, thưa các bác ạ, em vẫn có hàng nguyên bản này, hai cây chồn các bác nhá. Đây, do quá trình vận chuyển nên cái lá này hơi bị gập này, nó này. Đây các bác ngắm vòi hoa cho em này. Dù cây nó nhỏ nhưng mà vòi hoa rất là dài các bác nhé. Đây ạ. Vòi hoa rất là dài đấy ạ. Đây các bác ngắm thế cho em nhé. Bác nào lấy thì em có thể cắt bớt ra một tí gỗ này để đỡ ship đấy ạ. Mã 15 100.000 đồng cho hai cái chồn này ạ. 15 100.000 đồng ạ. Ở đây các bác nhá. Ở cây này là khúc này là có một cái chồn ạ. Vâng. Lá nó ra là ở trên rừng ấy bác, nó chắc là sâu siếc nó bị hỏng hay là bị sao đấy bác này. Lá nó không được đẹp ạ. Nhưng mà riêng cái lá này là riêng cây này nó có hẳn hai thân chồn các bác nhá, hai thân hoa các bác nhá. Đây ạ. Hẳn hai thân hoa liền các bác này, các ngắm xem này. Rất là đẹp đấy ạ. Mã số 10 90.000 đồng ạ. Mã số 10 90.000 đồng ạ. Đây, em có một khúc thật đẹp cho các bác này. Các bác vừa có thể chơi được hoa và cây và vừa có thể chơi được thế cho em nhé. Đây bác ngắm này. Bác ngắm cho này. Đây là hàng hàng rừng các bác nhé. Em không biết là đây là gỗ gì đấy ạ. Đây các bác nhé. Đây gồm có 3 cái chồn của bác ngắm này. Mỗi một cây là có một vòi hoa các bác nhé. Đây một vòi hoa đấy ạ. Riêng cây này có hẳn hai vòi hoa này bác này. Đây ạ. 3 cây chồn. Mã số 9 250.000 ạ. Mã số 9 250.000 ạ. Mà em có một khúc nguyên bản này, bác ngắm này. Khúc nguyên bản rừng luôn các bác nhé. Vừa dân vừa mang cho em ngày hôm qua, chiều ngày hôm qua các bác nhé. Vâng, đây là một kiều các bác nhé, kiều vàng ạ. Bác ngắm cho em kiều vàng này. Rất là nhiều thân tơ luôn ạ. Bác nào bác phải làm giống hoặc là diện tích nhỏ mà các bác không có chỗ để các bác nhá. Mã số 8 ạ, 150.000 ạ. Mã số 8, 150.000 ạ. Một em có combo 2 trong 1 các bác ạ. Em vừa có kiều và vừa có đùi gà đấy ạ. Đây đùi gà Ý Ngọc nhỉ. Đùi gà gì ạ? Chắc là em nghĩ là đùi gà các bác, đùi gà tròn các bác nhá.
Đây có đùi gà tròn hay đùi gà rẽ không biết đâu. Lại vừa có phi điều, kiều của bác này, vừa có kiều vàng này. Để bác ngắm nhé. Vừa có kiều vàng và vừa có cả đùi gà bác nhé. Combo 2 trong 1 đây ạ. Vâng, đây là khúc nguyên bản này các bác này. Nguyên bản các bác nhé. Mã số. Mã số mấy đấy? 4. Mã số 4 ạ. 250.000 ạ. Mã số 4. 250.000 ạ. Vâng, em có một khúc nhất điểm hòa ạ. Để các bác ngắm cho nhé. Để các bác ngắm thế cho này. Rất là xinh luôn. Thân tơ rất là nhiều đấy bác này. Thân tơ rất là mập mạp là gì này? 1, 2 này. 3, 4 này. 5, 6, 7, 8, 9 thân tơ các bác này. Không có 9 thân tơ các bác nhá. Thế của nó các bác ngắm thế này. Thế rất là đẹp này. Xinh luôn này. Đây. Rêu phong phủ kín rồi này. Mã số 2. 140.000 ạ. Mã số 2. 140.000 ạ. Vâng, em có một dê nhỏ nhỏ xinh xinh các bác này. Cái này gọi là lọng ạ. Em cũng biết là đây là gọi là lọng các bác nhá. Đây các bác ngắm cái tép này xem này. Bác ngắm tép xem nhá. Và ở trên này cũng có một cây bé bé xinh xinh là phi điệp vàng các bác này. Đây ạ, rất là xinh luôn. Ngắm thế xem này, rất là xinh luôn này. Các bác về các bác thể cho vào cái chậu các bác nhá. Cho cả khúc này vào chậu các bác nhá. Mã số 14, 50.000 đồng ạ. Vâng, số tiền rất là nhỏ nên bác nào vui lòng là bác ghép đơn cho em nhé. Nếu mà em chuyển riêng khúc này là em không đỡ thùng của em đâu ạ. Mã số 14, 50.000 đồng ạ. Vâng, em có một khúc nguyên bản là gì nhỉ? Ý Ngọc ạ bác ạ. Ý Ngọc ạ. Đây, đang có rất nhiều kỳ các bác này. Bác về có thể ghép vào đây cho em nhé. Ghép vào đây cũng được ạ. Hoặc là bác cho vào ra một chậu mới các bác nhé. Đây, rất là nhiều cây này các bác này. Mã số 1 ạ. 90.000 đồng các bác nhé. Mã số 1, 90.000 đồng ạ. Vâng, giá tiền rất là rẻ vì em bán giá bình dân các bác nhé. Mã số 1, 90.000 đồng ạ. Vâng, em vẫn có mã các bác. Mã số 2 này. Đây, mã này có nhiều thân hơn các bác này. Bác ngắm xem nhá. Bác ngắm dễ này. Bác yên tâm về độ thuần của nó đi ạ. Vì dễ này, ăn rất là tốt này các bác này. Đây ạ. Rất là nhiều cây mấy. Vâng, đây là hàng nguyên bản các bác nhá. Vì bác yên tâm đi ạ. Vâng, đây là do hàng ở trên rừng các bác nhá. Hàng ăn nắng ăn gió nhá. Nên lá nó sẽ vàng rồi ạ. Mã số 3, 130.000 ạ. Mã số 3, 130.000 ạ. Vâng, em có một khúc to to bác này. Đây là vừa có lọng bác nhá. Em cầm ngang này. Vừa có lọng này. Đây các bác ngắm xem nhá. Đây là lọng đây ạ. Và vừa có hai thân phi điệp vàng các bác này. Đã thắt ngọn và đã chuẩn bị xương mắt nộ rồi ạ. Bác có về các bác có thể chơi phi điệp vàng các bác. Đây ạ. Đây là thân của một năm trước các bác này. Rất là nhiều thân đây ạ. Thân phi điệp vàng các bác nhá. Vâng, đây là các tép của lọng đây ạ. Bác ngắm cho nhận đây. Vâng, đây là hoa của nó đây các bác này. Đã ra quả rồi ạ. Nhìn rất là xinh luôn. Mình vừa có thể chơi hoa mà vừa có thể lúc mà nó lên quả cũng rất là đẹp các bác này. Vâng, bác ngắm cho này. Tép thì rất là xinh luôn. Vâng, các bác về các bác có thể cắt ra thành khúc các bác này. Ở giữa vì không có gì đây các bác ạ. Bác khúc ra và các bác ghép thành hai chậu cho em nhé. Rất là xinh luôn. Mã số 17, 300.000 đồng ạ. Mã số 17, 300.000 đồng ạ. Bác ngắm cho này. Em có một cây vanda. Đây là vanda chanh các bác này. Thế của nó rất là xinh luôn. Vâng, nguyên bản đấy, hàng nguyên bản các bác nhé. Đây bác ngắm cho này. Vâng, đây là hàng rừng nên lá nó không được đẹp lắm bác nhé. Các bác về chăm thì sẽ tốt tươi lên và lá sẽ mọc mới các bác nhé. Đây bác ngắm này, thân rất là đẹp này. Đây. Gió rất là xinh, thân rất là đẹp. Thân nó cao luôn các bác này. Cái bài về các bác cho vào giá thể mà để thế này thì quá tuyệt đỉnh luôn các bác này. Đây. Mã số 16, 200.000 đồng ạ. Mã số 16, 200.000 đồng ạ. Một em có combo là gồm có 4 khúc các bác nhé. Một khúc này, một cây này. Khúc này có 2 cây này.
Khúc này có một cây này và khúc này có ba này. Ba bác nhé, bốn khúc này. Bác về bác ghép thành một chậu khác nha, vì đây là hàng nguyên bản rất là dễ sống ạ. Mã số 13 150.000 ạ. Mã số 13 150.000 cho bốn khúc này ý học với các bác nhé. 13 150.000 ạ. Và tiếp các bác này, em có một khúc nguyên bản là đây ạ. Hàng nguyên bản nhé, hàng cưa rừng các bác nhé. Đây là hạt vĩ đấy ạ. Vâng, do quá trình vận chuyển nên lá nó hơi dập này các bác này. Hạt vĩ các bác nhé, đây. Dập gần hết rồi. Nhưng các bác về trong các bác có thể vẫn thể nở nhá. Vẫn có một thân này. Mã số 20, 110.000 đồng ạ. Các cáo cho em bán rất là rẻ cho các bác, về các bác chăm lên là để tốt lên các bác nhé. Vì nó dập một số lá rồi ạ. Mã số 20, 110.000 đồng ạ. Vâng, ngoài ra em có một số hàng rời các bác nhé. Vâng, để các bác ghép mà vui vui trong mùa dịch các bác ạ. Đây, đây là ý ngọc hàng rời các bác nhé. Rất là nhiều thân này. Rất là nhiều nha các bác nhé. Các bác về các bác có thể ghép thành 2-3 giỏ tùy ý các bác nhé. Đây, rất là nhiều thân rồi các bác này. Mã số 19, 100.000 đồng cho một bó trộn, bó ý ngọc này các bác này. 100.000 đồng ạ. Vâng, vẫn là ý ngọc các bác nhá. Vâng, vẫn là ý ngọc đấy ạ. Bác ngắm xem, vẫn là ý ngọc này. Mã số 18 cũng là 100.000 đồng ạ. Vâng, mã số 18 cũng là 100.000 đồng cho ý ngọc các bác nhá. Rất là nhiều đấy ạ. Vâng, ngoài ý ngọc thì em còn có chồn các bác nhá. Đây, rất là nhiều cây chồn này. Em đếm trước là cây này có 13 cây các bác ạ. Có 13 cây các bác nhá. Đây, các bác ngắm xem. Có 13 cây chồn các bác nhá. Mã số 23, 100.000 đồng ạ. Mã số 23, 100.000 đồng ạ. Vâng, riêng đây em khúc này em có cái rất to này bác này. Một này. Một này. Một này. Hai này các bác này, hai này. Ba đấy ạ. Ngắm nhé, ba cây rất to này. Ba cây này. Bốn cây. Và năm cây các bác nhé. Vâng, 5 cây chồn này là mã số 22, 200.000 đồng ạ. Mã số 22, 200.000 đồng ạ. Vâng, tụi em có kiều các bác nhé. Để các bác ngắm xem này. Đây là mã số 7 ạ. Mã số 7 của em có giá là 100.000 đồng các bác nhé. Đây, mã số 7 của em có giá là 100.000 đồng ạ. Có một dề các bác này. Các bác ngắm xem nhé. Có một dề luôn ạ. Mã số 7 là 100.000 đồng ạ. Bác ngắm xem nhá. Đây có một thân tơ đang mới mọc lên này. Hai thân tơ này bác ngắm xem này. Đây, một thân này. Hai thân đấy ạ. Một dề các bác nhá. Mã số 7, 100.000 đồng ạ. Rất là cây cảnh ở nhà. Vâng, tiếp các bác này. Ở bên này em có mã, có ba cái dề nhỏ nhỏ đấy các bác này. Đây, ba cái dề nhỏ nhỏ xinh này. Đây ạ. À, em phát hiện ra là ở cái dề của cái kiều này có mấy cái khúc lọng các bác này. Đây, xinh xinh luôn ạ. Vâng, mã số 20, 23 các bác nhé. Mã số 23 của em cũng là 100.000 đồng ạ. Bác ngắm xem nhé. Mã số 23 của em cũng là 100.000 đồng ạ. Vâng, em mong các bác ủng hộ và đăng ký kênh của bọn chúng em nhé các bác nhé. Vâng, em cảm ơn các bác đã theo dõi video của nhà em ạ. Vâng, em chào các bác ạ.